Tất cả đều tĩnh lặng, lấy đường tam làm trung tâm. Màu đỏ trong không khí lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ nhạt trong suốt như thủy tinh. Dưới bóng cây, ánh mặt trời chiếu xuống làm lóe ra vạn đạo quang mang. Cách đó không xa, một thân ảnh khổng lồ chậm rãi tạo thành, trong nét ấm lãnh trong mắt vẫn mang theo một tia sợ hãi. Đây không phải là địa huyệt ma chu hoàng. Đường Tam đem toàn xa kích cắm ở trên mặt đất, lấy tay che khuất tầm nhìn của Tiểu Vũ, trong mắt hắn hồng quang chợt lóe. Phá! gương vỡ, hình ảnh trong gương tự nhiên cũng bị nghiền nát. Bảy tên cao thủ võ hồn điện, trong đó có ba gã hồn thánh, phút chốc hóa thành huyết vụ tản mát trong không trung. Thương lưu của bọn chúng quả nhiên không kém, nhưng mà bọn chúng phải đối mặt lại là thiên phủ tu la đường tam. Dường cường giả cấp bậc phong hào đấu la thì triển hồn kỹ 10 vạn năm, cho dù bọn chúng có thể đạt tới cấp bậc phong hào đấu la cũng không chắc có thể trụ lại tiêu diệt một tiểu đội hồn sư võ hồn điện thực lực không kém đối với đường tam mà nói dễ như trở bàn tay sau chuyến hành trình đi hại thần đảo lúc này đường tam đã chính thức lột xác trở thành cường giả tầng lớp cao nhất trên đấu la đại lục thân thể địa huyến Mai Chu Hoàng cũng không hóa thành bột mịn. Đương nhiên, đó không phải là vì nó có khả năng đối phó đệ bát hồn kỹ 10 vạn năm của đường Tam, mà là bởi vì nó không thể bị nghiền nát như vậy. Nếu không thì đường Tam hấp thu hồn hoàn như thế nào đây? Tuy nói vậy, nhưng con địa huyệt Mai Chu Hoàng 5 vạn năm này cũng đã bị nghiền nát thành từng khối trên mặt đất. Cho ta, Tiểu Vũ! Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, với cấp bậc tinh thần lực minh mông của hắn như vậy, không cần lao lực, mang theo khí tức, võ hồn nhẹ nhàng xuất ra ấn ký hải thần tam xoa kích trên trán lóe sáng đường tam không dám có bất cứ chút chủ quan buông lỏng nào bởi vì đây là đệ tứ hồn hoàn hải thần đấu la ba tái tê mặc dù khẳng định với hắn không có chuyện gì nhưng đây là lần đầu tiên tự nhiên phải cẩn thận phóng thích ra hải thần ánh sáng để tránh việc phát sinh ngoài ý muốn lam ngân lĩnh vực cũng mở ra nương theo tinh thần lực khuếch tán ra bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh Tốc độ hấp thu hồn hoàn so với tưởng tượng của Đường Tam nhanh hơn nhiều, mà cách làm của hắn cũng không sai. Dưới sự trợ giúp của Hải Thần Ánh Sáng, thân thể hắn giống như là cá voi hút nước, đem hồn hoàn hút vào trong cơ thể. Hải Thần Ánh Sáng sinh ra uy hiếp làm cho sự dãy dụa của hồn hoàn địa huyệt Ma Chu Hoàng đáng lẽ phải vô cùng mãnh liệt, lại trở nên vô cùng an tĩnh. Đứng dậy sau khi hấp thu hồn hoàn xong, đường tam trong lòng có chút khó hiểu. Hắn cảm giác được thuộc tính thân thể lại tăng lên. Nhưng là lúc trước khi tách hồn hoàn ra để tiểu vũ hồi sinh, trên chính thân thể mình, hắn vẫn chưa cảm giác được thân thể suy yếu. Chẳng lẽ còn có thể có đến hai lần tăng phúc? Mặc dù hiệu quả tăng phúc của năm cái hồn hoàn đã mất đi này rất nhỏ, nhưng lại một lần nữa được tăng phúc, dù chỉ một chút cũng quá dọa người rồi. Chẳng qua đường tam thông minh ra sao chứ, hắn cũng không có suy tư quá lâu để tìm ra nguyên nhân theo đạo lý mà nói khi hắn đem hồn hoàn rót vào cấp bậc cho tiểu vũ là đã bị tổn thương nguyên khí những thuộc tính hồn hoàn vốn gia tăng đối với thân thể biến mất hơn nữa còn làm tổn thương thân thể đáng lẽ phải giảm chút nghiêm trọng mới đúng nhưng là đường tam lại được ông trời ưu ái có được hồn cốt chân phải lắp ngân hoàng thân thể hắn mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng trải qua ngọn lửa hồi sinh vô tận của hồn cốt chân phải lắp ngân hoàng khả năng chữa trị cực kỳ mạnh mẽ tù bổ bên trong một thời gian mà hắn không nhận thức được dĩ nhiên đưa thân thể hắn hồi phục tới trạng thái tốt nhất Kỹ năng bất tử thân của Bỉ Bỉ Đông thật quá cường hãn, nhưng nó chỉ từ góc độ bất tử mà tiến hành, mà hồn cốt chân phải làm ngân hoàng của Đường Tam thì tác dụng lại là chữa trị. "Ca, thế nào rồi, không sao chứ?" Tiểu Vũ vội vàng hỏi thăm, hồn hoan của Đường Tam có thể khôi phục được hay không, nàng thậm chí còn có phần quan tâm hơn so với Đường Tam. Đường Tam từ khi bắt đầu bộc lộ tài năng tại hồn sư giới, chính là một đời thiên kiêu. Tiểu Vũ tuyệt không nguyện ý chứng kiến nam nhân mình yêu vì mình mà mất đi hồn hoàn kỹ năng. Nhất là khi sau khi nhìn thấy bộ dáng trì trệ của đường hào anh hùng, khiến cho cảm giác này của Tiểu Vũ càng thêm mãnh liệt. Đường Tam mỉm cười đem Tiểu Vũ nhẹ nhàng ôm vào trong lòng yên tâm đi, tất cả đều bình thường. Có cảm giác lần này hồi sinh muội, chẳng những không tổn thất, ngược lại còn có thu hoạch lớn. Đợi sau khi thu hoạch tất cả hồn hoàn một lần nữa, sẽ khiến cho thực lực lại gia tăng. Chờ khi ta đem khôi phục toàn bộ hồn hoàn, cho dù gặp lại bỉ bì, bì đông cũng có khả năng mà liều mang. Tiểu Vũ nói, vậy thì chúng ta hãy mau đi kiếm những hồn hoàn thích hợp với ngươi đi. Đường Tam gật đầu nói, cái này dễ dàng thôi, ta thấy chỉ cần tối đa 3 ngày là có thể hoàn thành việc khôi phục toàn bộ hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng, đạt tới cấp bậc phong hào đô la. Ta bây giờ mới hiểu song sinh võ hồn có được ưu thế lớn đến thế nào. Phong hào đô la muốn liệt sát 10 vạn năm hồn thú không dễ dàng. Dù sao 10 vạn năm hồn thú là quá ít, nhưng liệt sát con hồn thú cấp bậc thấp hơn lại rất đơn giản. Năng lực này đối với phong hào đấu la bình thường đã không còn tác dụng gì, bởi vì số lượng hồn hoàn của bọn họ đã đủ, còn tới ta bây giờ lại thiếu mười mấy hồn hoàn, nếu cũng có thể liệt sát hồn thú trình độ tương đương với con địa huyệt ma chu hoàng này với cấp hồn lực ngang nhau thì ta so với những phong hào đấu la bình thường mạnh hơn rất nhiều quan trọng là trong rừng rậm việc tìm kiếm hồn thú thích hợp với mình là dễ dàng hơn rất nhiều so với các hồn sư khác quả thật nếu như chỉ là bình thường tìm kiếm muốn tìm được mấy cái hồn hoàn đẳng cấp cao như vậy thì quả thật là mất khá nhiều thời gian có được làm ngân lĩnh vực trong rừng rậm thì chỗ nào cũng như mắt mình nhìn vậy ba ngày tiếp theo đường tam dựa vào lam ngân lĩnh vực cùng với tinh thần lực cuồn cuộn dẫn đường quả nhiên ở một nơi có nhiều hồn thú đẳng cấp cao như lạc nhật sâm lâm này hắn nhanh chóng hấp thu được bốn cái hồn hoàn bổ sung đầy đủ chín cái hồn hoàn cho lam ngân hoàng Hồn thú trên 5 vạn năm tu vi mặc dù không nhiều nhưng cũng không thưa thớt như 10 vạn năm hồn thú. Bất quá trải qua lần tẩy kiếp này của đường Tam, số lượng hồn thú 5 vạn năm trở nên cũng bị tiêu diệt quá nửa. Ngoại trừ Lam Ngân Hoàng khôi phục đủ 9 cái hồn hoàn, Hạo Thiên Trì cũng hấp thu hai hồn hoàn, tất cả đều có tu vi 5 vạn năm trở lên. Sở dĩ không gia tăng thêm hồn hoàn cho Hạo Thiên trì không phải bởi Lạc Nhật xâm Lâm không có hồn thú tu vi năm vạn năm trở lên nữa, mà là không có cái nào thích hợp với Hạo Thiên trì. Hạo Thiên trì chính là cường công hệ khí võ hồn có lực có lực lượng cực mạnh, là đệ nhị võ hồn đối với việc khôi phục Lam Ngân Hoàng hoàn toàn không giống nhau. Đối với mỗi cái hồn hoàn thêm vào võ hồn Hạo Thiên trì, Đường Tam đều cực kỳ coi trọng. Đại sư đã nói với hắn, vô địch kim thân cũng có cực hạn, chỉ là trước đây đường ta mới đối mặt với những đối thủ chung chung, chưa gặp phải đối thủ đột phá cách cực hạn này mà thôi. Căn cứ vào nghiên cứu của bản thân, rất có thể cách cực hạn này chính là, là tranh lệch giữa hồn lực 99 cấp và 100 cấp. Mà biến hóa xuất hiện trước mắt này làm đường tam hết sức ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hắn cảm giác nếu da rẻ, xương cốt gần mạch, máu huyết của mình cũng có thể biến thành kim sắc giống như là kim sắc vô địch kim thân, thì những công kích dưới thần cấp đối với hắn đều không có hiệu quả. Đồng thời cùng với việc gia tăng hồn hoàn, tốc độ hấp thu hồn hoàn cũng trở nên nhanh hơn. Khi hắn hấp thụ cái hồn hoàn thứ 12, cơ hồ chỉ thấy mấy lần hô hấp là hoàn thành. Tuy không có hồn thú cấp bậc 10 vạn năm tại làng nhật Sâm lâm nhưng đường tam cũng thỏa mãn. Hiện tại chỉ cần hắn thể hiện ra cấp bậc cùng với số lượng hồn hoàn cũng đủ dọa không biết bao nhiêu người rồi. Chẳng qua đường Tam cũng khá sâu sắc cảm giác, từ cấp 90 trở đi, sau này tăng lên cơ hồ khó khăn hơn nhiều. Cho dù hắn hấp thu 7 cái hồn hoàn trên 5 vạn năm, nhưng hồn lực chỉ tăng lên 2 cấp. Hồn lực hiện tại là 92 cấp, gần đến 93 cấp, có cảm giác nếu như không hấp thu hồn hoàn được 10 vạn năm, nếu hạ Thiên trì đạt đủ 9 hồn hoàn thì hồn lực của hắn chắc là đạt đến 94 cấp, không sai biệt nhiều lắm. Khói trách phòng hào đấu la thường thì 10 năm mới tăng một cấp bậc. Trong 3 ngày này, việc làm cho Đường Tam vui mừng nhất là hồn cốt cũng có thu hoạch. Tỷ lệ xuất hiện hồn cốt của hồn thú năm vạn năm trở lên coi như là không quá thấp. Tính cả con hồn thú do Tiểu Vũ hấp thu, bọn họ liên sát 8 con hồn thú tu vi trên năm vạn năm. Sau khi hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt, Tiểu Vũ cũng đạt được 76 cấp hồn lực hồn lực đạt đến như thế coi như là không kém với những người trong sử lai khác thất quái. Tiểu vũ lúc này là một vị mẫn công hệ hồn sư cấp bậc hồn thánh, khối hồn cốt nàng hấp thu là ngưng tụ mị hoặc đầu cốt, thu hoạch từ một con tam nhãn ma hồ tu vi 6 vạn năm. Có được khối hồn cốt này, đệ nhi hồn kỹ mị hoặc của nàng có thể nói tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hơn thế nữa, hồn cốt này chẳng những tăng cường đệ nhị hồn kỹ của nàng mà còn có một kỹ năng rất hữu dụng. Cùng với thấn di, vô địch kim thân, khả năng sinh tồn của tiểu vũ trên chiến trường còn cao hơn những thành viên khác trong sở lái khác thất quái. Chỉ là đứng sau đường Tam mà thôi. Về khối hồn cốt còn lại, không thích hợp cho cả đường Tam và Tiểu Vũ. Hơn nữa, đường Tam từ cơ thể quỷ đấu la thu được khối hồn cốt, hiện tại hắn đã dự trữ hai khối hồn cốt. Điều này là vì đồng bọn mà chuẩn bị hai khối hồn cốt này một khối hồn cốt thích hợp với đới một bạch một khối lại rất thích hợp với chu trúc thanh tiểu vũ nàng xem đứng ở trong gừng rậm đường tam hướng về tiểu vũ mỉm cười chỉ chỉ trên chính thân mình lúc này hắn đang phóng thích ra võ hồn lam ngân hoàng chỉ có hai màu đen và đỏ giao hòa làm cho ánh mắt người ta không thể rời đi ngay lúc này một tầng lam sắc sáng loá từ đường tam tràn ra một màn kỳ dị xuất hiện trên người hắn vốn có chín cái hồn hoàn có thể làm bất cứ đối thủ nào cũng sợ hãi lúc này lại đang biến hóa biến hóa về màu sắc lam quang tràn qua đâu chỗ nào tất cả hồn hoàn đều biến thành màu trắng tiểu vũ kinh ngạc nhìn kỹ thì lại đã biến thành màu vàng sau đó lại là màu tím cuối cùng lại là màu đen quang mang lại hiện ra 9 cái hồn hoàn tự nhiên ít đi một cái sau đó cái thứ hai cái thứ ba cũng tương tự cuối cùng 9 cái hồn hoàn đều biến mất thu hồi võ hồn đường tam cười nói đây là lam ngân lĩnh vực của ta có lĩnh ngộ từ lúc ở trong tinh đấu đại sâm lâm trải qua nhiều nghiên cứu hiện tại đã coi như không phải thuộc về kỹ năng lĩnh vực nhưng cái kỹ năng này phi thường hữu dụng dưới sự khống chế của tinh thần lực ta gọi nó là ngụy trang Thông qua Lam ngân lĩnh vực biến hóa có thể ngụy trang cho toàn bộ hồn hoàn của ta, hồn hoàn có thể tùy tiện đổi màu, thậm chí có thể làm cho thị giác đối thủ không nhìn thấy được hồn hoàn của ta, hơn nữa có thể thu liễm hơi thở hết sức hoàn mỹ, hiện tại sự pha trộn hồn hoàn của ta là rất trướng mắt, có được kỹ năng ngoại trừ cường giả cấp bậc Bỉ Bỉ Đông, kể cả phong hào đấu la cũng không nhìn ra được kỹ năng ngụy trang của ta. Kỹ năng này rất tốt, nó có nó khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đường Tam cúi đầu hôn nhẹ vào môi Tiểu Vũ, Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên nhưng cũng không kháng cự. Hai người mấy ngày này ở cùng một chỗ như keo sơn, trải qua sóng gió, bọn họ càng trở nên hòa hợp. Đúng lúc này, đột nhiên đường tam ngẩng đầu hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhìn lại. Tiểu vũ đồng thời xoay người lại, chỉ thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một đạo kim quang phóng lên cao. Trên mặt đất tất cả lam ngân thảo trong thời khắc này đều nhẹ nhàng mà trở nên bà đồng, tựa hồ là bởi vì hưng phấn mà run sợ. Mẹ thành công! Đường Tam ngạc nhiên vui mừng hoan hô một tiếng, cũng không thả Tiểu Vũ xuống, tay trái giữ lấy eo nàng, khẽ nhấc lên, tay phải nắm lấy Hải Thần Tam xoa kích, thần nhảy lên cũng không để ý đây là hồn thú xâm lâm, bay thẳng đến chỗ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trên không trung tinh thần lực mạnh mẽ áp chế xuống, không cho bất cứ hồn thú nào trong lạc nhập xâm lâm có ý kiến gì. Cảm giác thân thiết mãnh liệt làm cho Đường Tam muốn nhảy vào bên trong kim quang kia, kim quang kia không phải là trần ngập quang minh trì lực, mà là tính mạng hơi thở vô cùng khổng lồ. Đường Tam vừa mới đi tới ngọn núi, còn không kịp tiến vào sườn cốc, cột sáng kim sắc đột nhiên là bị nghiền nát, hóa thành từng tia kim quang gieo rác trong không trung, hướng về phía làng nhà sâm lâm bay đi. Khi ánh sáng kim sắc đó gặp thân thể đường Tam, hắn cảm giác nhận được một tính mạng hơi thở khổng lồ thấm vào trong cơ thể. Tại trong não hải, âm thanh nhu hòa của mẫu thân vang lên các con dân của ta cảm tạ các ngươi đã vô tư hiến dâng để cho ta tự hồi sinh ánh sáng tính mạng này là phần khen thưởng cho các ngươi mong cho các ngươi sớm ngày tiến hóa tiểu vũ cũng không có nghe được âm thanh đó vì trong thân thể không có tổn tại huyết mạch làm ngân hoàng nhưng nàng cũng bị hấp dẫn bởi ánh sáng kim sắc đó tiểu vũ vững vàng trên mặt đất đường ta một tay ôm vào nàng bên hông hai người tự như là chim đại bàng từ trên trời giáng xuống ở trên không trung bọn họ đã thấy được bên cạnh bằng hỏa lửa nghi nhãn xuất hiện một nữ tử linh hoạt Thân thể của nàng hoàn toàn bị ánh sáng, tính mạng nhu hòa đó bao phủ, khí chất cao quý dị thường khác xa nhan sắc phạm nhân, đôi mắt xanh thẳm tựa như là thủy tinh, không chút tỉ vết. Nàng nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, đôi mắt đẹp đang từ trong hình dáng, trước mặt. Người phụ nữ tuyệt mỹ đó là một nam nhân, cụt tay, cụt chân, thân thể đối lập, nhưng trong ánh mắt hai người lúc này lại tràn ngập một nhu tình. a à, à ngân! Đường Hạo cơ hồ khó khăn kêu lên hai chữ này, cảm giác tự ti mà cảm làm hắn cúi đầu, có chút là không dám nhìn lại dùng nhàn tuyệt thế đó. Mùi hương quen thuộc, mùi hương quen thuộc trong trí nhớ, vài thập niên trước, phút chốc tràn ngập thân thể và tinh thần của Đường Hạo. Hạo, chàng mãi là Hạo ca của thiếp, Mấy năm nay thiếp vì hiến tế mà tạm thời mất đi tính mạng, so với thiếp trang lại càng đau khổ hơn, chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ, lần này thiếp sẽ không rời xa trang, bất luận trang biến thành bộ dạng gì, trang vẫn mãi mãi là nam nhân của thiếp, thiếp yêu trang vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu trang. Đường Hạo rốt cuộc nhìn kỹ A à Ngân, nhìn chăm chú vào cặp mắt xinh đẹp màu lam, cảm giác gần gũi nhiều hơn so với lúc trước, áp lực tình cảm ở trong lòng 20 năm nay tựa như là thác lũ bộc phát ra, hắn mạnh mẽ dùng cánh tay còn lại ôm lấy thầy tử. Tại hồn sư giới, Hạo Thiên Đấu La luôn luôn nổi tiếng là một thiết hán cường mãnh, vô địch cường công. Nhưng lúc này, giờ phút này, bộ dáng hắn khóc giống thất thanh như một hai tử. 25 năm, cả thể xác và tinh thần đã chịu không biết bao nhiêu là áp lực tình cảm đây. Hắn yêu thế tử đến nhường nào, suốt cuộc nàng lại sống lại, đứng trước mắt mình, nội tâm kiên cường đã sớm hóa thành nưu tình kịch liệt phát tiết ra. Chứng kiến cảnh này, Tiểu Vũ cũng không nhịn được nhào vào lòng Đường Tam, lại rơi lại trả. Đường Tam cũng khóc, nhưng là hắn cười khóc. Người nhà rút cuộc đoàn viên, vì giờ khắc này hắn đã đợi lâu lắm rồi, rất rất lâu. Có được cha mẹ, con có thê tử ôn nhu xinh đẹp, hắn cảm giác chính mình hiện tại đã không còn cần gì hết, cho dù là ngôi vị hải thần cũng không đủ sức hấp dẫn hắn. Đường Tam ôm Tiểu Vũ lén lút đi ra, cha mẹ khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, bọn họ còn phải hào hảo thân thiết một phen. Đêm đó đường tam ôm chặt tiểu vũ mà ngủ, không có tù luyện, thậm chí không có suy nghĩ bất cứ cái gì liên quan đến việc tù luyện, trong lòng hắn chỉ có cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Sáng sớm, sương mù dần tan, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, đường tam từ tỉnh giấc. Tiểu vũ vẫn như là trước, ở áp vào trong lòng, vẫn đang ngủ say, hai tay vẫn quấn quanh cổ hắn, trên mặt ngập tràn nét hạnh phúc. Nàng chớp chớp mắt, lông mi nhích lên nhìn đường tam đang nhìn mình rất âu yếm, nàng có chút thẹn thùng chui vào lòng đường tam ca cha làm gì mà nhìn thiếp như vậy đường tam nhẹ giọng nói tiểu vũ ta sợ rằng cả đời nhìn nàng cũng không đủ làm sao bây giờ tiểu vũ lẩm bẩm nói ta cho chàng nhìn cả kiếp này kiếp sau nữa sau nữa vĩnh viễn vĩnh viễn chỉ cần chàng không che ta ta nguyện vĩnh viễn làm nữ nhân của chàng đường tam không có nói gì nữa đáp lại lời tiểu vũ là một nụ hôn nồng thắm rất sâu khi đường Tam cùng Tiểu Vũ một lần nữa trở lại sân cốc, chỉ thấy đường Hạo cùng A Ngân đều ngồi bên cạnh băng hòa lỡ nghi nhãn. A Ngân đang tựa vào trong lòng của đường Hạo, ánh mắt nhu hòa, nhìn man khí vụ bốc lên từ băng hòa lỡ nghi nhãn. Mà đường hạo trong mắt bọn họ dường như thay đổi rất lớn, trước vốn đã có chút tóc hoa dâm, lúc này lại hoàn toàn biến thành màu đen. Những vết nhăn trên mặt cũng đã biến mất hơn nửa, trong đôi mắt trong trẻo đầy sức sống, thỉnh thoảng có toát lên quang mang lấp lánh, tựa hồ như trẻ lại cả chục tuổi. Ba, mẹ, Đường Hạo cùng A Ngân đồng thời quay đầu nhìn lại hướng bọn họ nhìn lại. Đường Hạo khẽ mỉm cười với A Ngân, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn cao lớn vô cùng, song trường mở ra, giọng nói lại run run. "Tiểu Tam, Tiểu Tam mau tới đây gặp mẫu thân ngươi đi." Đường Tam kích động kêu to một tiếng, "Mẹ!" Bốn cánh tay đang ôm Tiểu Vũ, hai thân tam xoa kích cắm trên mặt đất, đột nhiên xông lên vài bước quỳ nhào vào trong lòng mẫu thân. A à ngấn gắt gao ôm lấy bả vai rộng rãi của Đường Tam, đưa Đường Tam đang quỳ gối vào trong lòng, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, hai mẹ con được ở gần nhau. Đường Tam cảm thấy trong lòng mẫu thân thật là ấm áp, mềm mại, tràn ngập tình mẫu tử, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều không thể so sánh. Đường Hạ trong mắt tràn ngập cảm khái, ngẩng đầu nhìn trời, hắn đột nhiên cảm giác được, ông trời đối với mình cuối cùng cũng không tệ, trải qua bao nhiêu năm thống khổ, nhưng cuối cùng cũng là cả nhà có thể đoàn tụ. Hắn tự hồ có cảm giác giống như với cảm giác của đường Tam hôm qua, tất cả những việc khác đều không quan trọng. Tiểu Vũ đứng không xa nhìn ba người nhà đường Tam ở cùng một chỗ không khỏi có chút buồn vô cớ. Lúc này nàng không khỏi nhớ đến cái chết của mẫu thân cũng như là tình cảm của Đại Minh cùng Nhị Minh. Đúng lúc này một dài kim sắc quấn bên hông nàng, một khắc sau nàng đã được kéo vào trong tình cảm ấm áp của tình mẫu thân. Hai tử đừng bi thương, sau này ta cũng chính là mẹ ngươi, ngươi vĩnh viễn không có cô đơn nữa. Ngươi có tiểu tam, còn có ta cùng ba ba của ngươi, chúng ta đều là người thân của ngươi. À ngân nhẹ nhàng vuốt ve tiểu vũ ồn nhu nói. Trong tai nàng là những âm thanh nghẹn ngào, những âm thanh động lòng nhất thiên hạ. Mặc dù nhận tiểu vũ làm con gái nuôi nhưng tính cách cường liệt, bạo hỏa của Liễu Nhị Long lại khác với mẫu thân của nàng. Nhưng đứng trước A à Ngân lại làm cho nàng sinh ra một cảm giác phảng phất như là mẫu thân của mình vậy. Mẹ, những giọt nước mắt hạnh phúc, mỗi người trong lòng đều có cảm giác nhất định. còn lẽ cảm xúc sâu đậm nhất chính là đường hạo. Qua thời gian nửa nén hương, hắn mới từ từ đứng dậy kéo đường tam lên. Tốt lắm, hôm nay là ngày cả gia đình đoàn tụ, các ngươi đừng khóc nữa. A Ngân gật đầu, lau nước mắt trên mặt đường tam và tiểu vũ. Bà ba, ba, các người nói đúng, hôm nay đúng là ngày vui, chúng ta nên cao hứng mới phải. Mẹ, người khôi phục lại như thế nào vậy? Đây là chuyện hắn quan tâm nhất, dù sao mẫu thân cũng là lần thứ hai trọng tu 10 vạn năm, mượn rất nhiều ngoại lực, hắn chỉ e việc mẫu thân sống lại có vấn đề. A à Ngân nói, so với trong dữ liệu còn nhanh hơn nhiều, chẳng những khôi phục thân hình hơn nữa còn khôi phục cấp bậc tu luyện năm đó, hồn lực vừa vặn vượt qua 70 cấp. Quan trọng nhất là cùng con giống nhau, bởi vì nhờ ảnh hưởng của Lam Ngân lĩnh vực của người thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Hiện tại hồn lực mặc dù vừa đạt cấp bậc hồn thánh, nhưng tinh thần lực, nhất là tương tác với Lam Ngân Thảo so với trước đây còn là hồn thú 10 vạn năm cũng không kém nhiều lắm. Bất luận thế nào, đây vẫn là chuyện tốt. Có cha con người ở đây, 70 cấp hồn lực của ta cũng đủ dùng rồi. Đừng tam trong lòng thầm nghĩ, mày là mẫu thân trở lại thân hình nhưng không cần phải tu luyện từ đầu, nếu không mẫu thân đang mang hình hài sơ sinh, đừng nói phụ thân không tiếp thụ được, sợ rằng chính mình cũng thấy rất kỳ quái. A à Ngân nói, tại hiện tại đã hoàn toàn sống lại, tiểu tam chúng ta đi Hạo Thiên Tông chứ. Đường Tam đương nhiên hiểu được mẫu thân vội vàng là bởi vì điều gì, lập tức gật đầu đồng ý, nhưng Đường Hạo lại lắc đầu nói, việc này không cần phải vội, cả nhà chúng ta ở cùng một chỗ quan trọng hơn. A Ngân nàng vừa mới sống lại nên tu luyện củng cố lại một chút, nếu không ta thật không thể yên tâm." A Ngân bất đắc dĩ nói, "Thiếp hiện nay không phải rất tốt sao, yên tâm đi, thiếp nhất định quan tâm tới bản thân, vừa là vì thiếp mà là vì chàng, tiểu tam, tiểu vũ." Nhưng Đường Hạo vẫn kiên trì ý kiến bốn người tại băng hỏa lữ nghi nhãn trong sân cốc vui vẻ sống cuộc sống gia đình vui vẻ ở đầm mấm mỗi ngày a ngân cùng tiểu vũ phụ trách nấu cơm đường tam cùng đường hạ trao đổi một ít kinh nghiệm tu luyện tâm đắc đường hạo nghe nói đường khiếu đem hạo thiên cửu tuyệt giao cho đường tam bên để cho đường tam sử dụng chính mình từ bên cạnh chỉ điểm thế tử hồi sinh tâm tư đường hạo một lần nữa sống lại đương nhiên hiện tại đường hạo không có lạnh lùng nghiêm khắc như là khi tiểu tam còn bé nhìn thấy con trai trưởng thành đến thế này trong mắt nhất thời không khỏi tia cười vui sướng Ba ngày đã qua, thân thể A Ngân không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Dưới sự thúc giục của đệ tử, Đường Hạo quyết định đưa cả gia đình rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm đi Hạo Thiên Tông. Lạc Nhật Sâm Lâm gần Thiên Đấu Thành, khoảng cách Hạo Thiên Tông cũng không xa. Vì để giúp phụ thân sớm khôi phục tay chân, Đường Tam cũng không có ghé vào Thiên Đấu Thành. Một nhà bốn người đi thẳng đến Hạo Thiên Tông. Đường Tam vốn cũng muốn đi Hạo Thiên Tông. Ngày đó, năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông đưa ra ba yêu cầu, hắn đều đã hoàn thành nơi đó còn có tượng thần lâu cao đang chú tạo loại ám khí cực mạnh của đường môn